Viên Nhà Đất Huyền Trang Thái xin chào cả nhà. Thì em là Thu Nhiên và hiện tại là em đang ở ấp Long Hiệp của xã Quân Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Cái mặt tiền sông này chính là con sông Trà đó cả nhà. Thì ở đây có một miếng đất đang bán nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa, view là view sông Trà này luôn nha cả nhà. Với tổng diện tích là 415m², có sẵn 300m² là thổ cư và chủ đang kêu với giá là 1,5 tỷ nha. Giá cả thì sẽ thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Đây, một cái view quá là đẹp, quá là tuyệt vời luôn rồi cả nhà ơi. Xung quanh thì dân cư rất là đông luôn ha. Mặt tiền sông thì rất là thoáng mát luôn nha cả nhà. Đấy, ở đây thì là thuộc về xã Quân Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Vị trí đất mà hôm nay em giới thiệu cho cả nhà xem thì sẽ có hai mặt tiền đường luôn. Hai mặt tiền đều là đường lộ nhựa hết nha. Một mặt tiền đường lộ nhựa này mé bên sông Trà và một mặt tiền ở phía sau là đường huyện 25. Bây giờ em sẽ giới thiệu bên đây trước, xong rồi em sẽ đi qua bên đường huyện 25 để giới thiệu cho cả nhà nha. Thì theo cái hướng này là mình sẽ đi thông được về như là ủy ban trường học của xã Quân Long nha. Một lát nữa ở cuối video em sẽ mở định vị lên cho cả nhà cùng xem ha. Rồi, cái hướng này thì là một cái hướng đường thông luôn. Ở đằng đây thì sau này sẽ xây dựng một cây cầu, đi qua bên kia là mình sẽ đi thông về Long An ha cả nhà. Đấy. Rồi, bây giờ quay về miếng đất hôm nay em muốn giới thiệu nha. Nếu như mà cả nhà mình lấy theo cái mặt tiền mà bên mặt tiền sông Chợ Gạo thì đất của mình có bề ngang là 22m8, sẽ được tính từ vị trí cây trụ ranh giới ở đây nha. Cả nhà sẽ đo ngược qua tới cái khoảng này là 22m8 và chiều sâu vô hết đất luôn, cái cạnh bên này là tầm khoảng 14m8 nè. Còn chiều sâu vô cái cạnh còn lại bên đây là khoảng 22m nha cả nhà. Đó, thì đất là sẽ có hai mặt tiền đường luôn. Đây là mặt tiền đường lộ nhựa, đối diện qua là một con sông, đó là sông Chợ Gạo hay còn gọi là sông Trà. Còn mặt tiền bên kia là mặt tiền đường huyện lộ 25. Thì do là đất của mình nằm trên mặt tiền huyện lộ 25 cho nên là mình sẽ có bị trừ mốc lộ giới nha. Hiện tại thì có sẵn 300m thổ cư và chủ kêu với giá là 1,5 tỷ, thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn nha. Lộ giới của mình hiện tại trong sổ thì sẽ bị trừ bên cái phần mặt tiền huyện lộ bên kia, chứ còn hiện tại bên đây thì chưa có bị trừ nha cả nhà. Và lộ giới của mình sẽ bị trừ vô là khoảng 10m1 nha cả nhà. Thì tổng diện tích là 415m², có 300m² là thổ cư. Chiều dài vô một cạnh là khoảng 14m8, cạnh còn lại là khoảng 22m. Thì lộ giới bị trừ vô là khoảng 10m1 ha. Giá là 1,5 tỷ, thương lượng trực tiếp với chính chủ nha. Rồi thì để bây giờ em sẽ đi qua bên mặt tiền huyện lộ 25, sẽ quay tiếp cho cả nhà mình cùng xem ha. Rồi, và hiện tại thì em đã đi qua đến đường huyện lộ 25 rồi nha. Thì từ cái đường huyện lộ 25 này, cả nhà đi theo cái hướng này là mình sẽ đi ra đường tỉnh lộ 879. Sau đó rẽ trái là mình sẽ đi về thị trấn Chợ Gạo. Và nếu mà mình rẽ phải là sẽ đi thông về Long An nha cả nhà. Đó, rồi còn nếu như mà mình đi theo cái hướng ngược lại ở bên này là mình sẽ đi về chợ trường học ủy ban của xã Quân Long nha. Đường lộ nhựa này cho nên là ô tô là đi thoải mái luôn. Đây, miếng đất của mình nè cả nhà. Thì nếu như mà mình lấy mặt tiền bên đường huyện lộ 25 thì đất của mình có bề ngang là 22m6, sẽ được tính từ vị trí giáp ranh hàng rào hàng xóm bên đây nè. Mình sẽ đo ngược qua tới bên đây là khoảng 22m6. Còn chiều sâu vô cái cạnh bên này là khoảng 20m, chiều sâu vô cạnh còn lại bên kia là tầm khoảng 14m8 nha. Cái này thì do là chủ cũng ở Sài Gòn, không có ở đây nên là cũng không có dọn dẹp cỏ nhiều quá cả nhà, nên là cỏ mọc khá là nhiều luôn, mà được một cái thì đất cũng khá là cao ráo luôn. Đây, cả nhà mình xem đỡ như thế này giùm em ha. Hiện tại thì em cũng không có vào bên trong đất được. Đó, đất thì em thấy cũng có được một vài cây như là cây xoài nè, rồi cây mít, cây ổi đâu nè. Đấy. Cỏ hơi tùm ha. Thì xung quanh là đã có hàng rào ranh giới rồi. Ở mé ngay chỗ vị trí này nè cả nhà, ngày xưa giống như là một cái nền nhà cũ cho nên cái phần đất đó rất là cao. Còn xung quanh đất, xung quanh cái nền đó thì đất nó sẽ thấp hơn nè. Đấy, cả nhà xem nè ha. Nhưng mà được một cái thì xung quanh là đã có hàng rào ranh giới rõ ràng hết luôn rồi. Thì hiện tại do là đất nằm trên mặt tiền huyện lộ 25 cho nên là mặt bên đây sẽ bị trừ mốc lộ giới là khoảng 10m1, còn mặt bên kia hiện tại là không có bị trừ nha cả nhà. Rồi thì em xin nhắc lại ha, hiện tại là em đang ở ấp Long Hiệp của xã Quân Long, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì đất là sẽ có hai mặt tiền đường, một là mặt tiền đường huyện lộ 25 này, hai là mặt tiền đường lộ nhựa mé bên mà sông Chợ Gạo bên kia ha. Tổng diện tích là 415m², trong đó
có 300 mét vuông thổ cư, giá là 1 tỷ rưỡi, thương lượng trực tiếp với chính chủ luôn. Nếu mà mình lấy theo mặt tiền đường huyện lộ 25 thì đất mình có mặt tiền bề ngang là 22m6, chiều dài vô một cạnh là 20m, cạnh còn lại là khoảng 14m8 nha. Đó, còn nếu mà mình lấy theo cái mặt tiền lộ nhựa bên sông Chợ Gạo á thì ngang là 22m8, dài vô thì cũng một cạnh 20 và một cạnh là 14m8. Hiện tại thì mình bị trừ mốc lộ giới là khoảng 10m1 ha cả nhà. Đó. Rồi thì bây giờ để em mở định vị lên cho cả nhà cùng xem nha. Rồi thì trước tiên nha, nếu như mà mình lấy theo mặt tiền đường huyện lộ 25 thì đất của mình sẽ quay về hướng Tây Bắc nha cả nhà. Còn nếu như mà cả nhà mình lấy theo mặt tiền bên hướng sông Trà, sông Chợ Gạo thì đất của mình sẽ được quay về hướng Đông Nam nha. Được một cái thì khu vực ở đây dân cư rất là đông luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà cùng xem nè. Đây là cái vị trí lô đất hôm nay em giới thiệu nè ha. Bên đây là mặt tiền lộ nhựa, bên đây là sông Trà nè, còn ở đây là mặt tiền huyện lộ 25 nè. Đó, nguyên cái hình đất của mình nè cả nhà. Đây thì có sẵn 300 mét thổ cư rồi ha. Giá là 1 tỷ rưỡi nha. Khu vực ở đây dân cư rất là đông luôn. Thì từ ngay chỗ cái vị trí đất của mình ở đây á, cả nhà đi tới chợ của xã Quân Long, trung bình cả nhà đi là tầm khoảng 1,2 cây số nha cả nhà. Đây cả nhà đi tới chợ văn hóa xã Quân Long, trung bình là 1,2 cây số là 3 phút nha. Xung quanh ở đây á là sẽ có một cái bến phà để mà mình đi qua bên Bình Phục Nhất này ha cả nhà. Xung quanh cái vị trí chợ thì em thấy cũng sẽ có trường học nè, có ủy ban, có trạm y tế là đầy đủ hết luôn. Đây cả nhà xem nè, ủy ban nè, bưu điện nè, quán cà phê, quầy thuốc tây nè, đó đầy đủ hết luôn nè ha. Rồi chợ nè, trường học đồ nữa nè, đầy đủ ngay chỗ vị trí này luôn. Thì trung bình mà cả nhà đi là tầm khoảng 1,2 cây số là 3 phút thôi ha. Còn nếu như mà từ ở đây á mình đi về tới thị trấn Tầm Du của tỉnh Long An thì trung bình cả nhà đi là 11 cây số nha, khoảng 20 phút là mình về tới thị trấn Tầm Du của tỉnh Long An ha. Được một cái thì đất của mình ở đây gần sát bên với thị trấn Tầm Du nha. Còn từ ở đây á mà mình đi về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh, trung bình cả nhà đi là tầm khoảng 61 cây số nha, 1 giờ 41 phút là mình về đến bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh ha. Còn nếu như mà từ ở đây mình đi về tới thị trấn Chợ Gạo thì trung bình mà cả nhà đi là 9,8 cây số nha cả nhà. Mình đi khoảng 15 phút là mình sẽ về tới thị trấn Chợ Gạo nha. Nếu như mà cả nhà quan tâm đến cái lô đất này thì mình có thể liên hệ ngay cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái để được hỗ trợ tư vấn nè, đi xem trực tiếp vị trí đất luôn và sẽ gặp chính chủ thương lượng về giá cả ha. 415 mét vuông, có 300 mét vuông là thổ cư, giá là 1 tỷ rưỡi, hai mặt tiền luôn nha cả nhà. Có view sông Chợ Gạo rất là đẹp luôn ha. Rồi em cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video này của em nha.